Dạ, con chào cha ạ. Con là Anna Hồ Thị Loan ạ. Con ở giáo ạ Thư Huyên và hiện giờ con đang ở giáo xứ Hóc Môn ạ. Con là được 4 ơn ạ. Ơn thứ nhất của con là con cảm thấy là con biết lòng rơi thương xót và biết đến giáo điểm tin mừng là niềm hạnh phúc lớn nhất của con. Nên là con thấy là đó là niềm, đó là ơn lớn nhất của con. Hallelujah! Các bạn có thấy rằng biết được lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này là ơn lớn nhất trong cuộc đời của cô ấy. Các bạn có thấy được chuyện đó? Giống như anh bạn 19 tuổi vừa mới lên chia sẻ, hai mẹ con từ Pleiku lặn lội không hề biết, chỉ biết nghe cha Long ở nhà bè giáo điểm tin mừng mà cứ đi hỏi dò. Cuối cùng họ đến đây và họ cảm thấy rằng đây là cái hạnh phúc trong cuộc đời của họ, không nhìn người bạn này. Ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai là tháng 10 năm 2017 thì tầm 2017 thì con bị sưng ngực, thì chồng con cho con xuống bệnh viện ung bướu kiểm tra, thì người ta cho chọc kim để kiểm tra năm ngày mới có kết quả. Thì con về thì nói chuyện với mẹ con, với mẹ chồng con, thì mẹ chồng con bảo là thôi thì phải nhắn tin cho cha hay để cha cầu nguyện cho. Thế con nhắn tin 2 ngày sau cha trả lời con. Thế 5 ngày sau con xuống thì người ta bảo là con chỉ lành tính thôi, con không bị sao hết, để cho thuốc về uống thôi. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba. Dạ, con thứ ba con là hôm 7 con xuống đây, chồng con là 4 năm nay là ít khi xưng tội mà ít khi đi lễ lắm. Thì là con bảo với chồng con bao lần là thôi thì anh cố gắng đi xưng tội mà xưng lễ, để rồi mà giúp lễ thì thôi để Chúa phù hộ cho này, cố gắng mà công việc rồi mọi thứ. Thế nhưng mà chồng con không nghe. Thế nhưng mà hôm đấy mùng 7 Tết là con xuống đây này, con chồng con ngồi dưới kia. Thế là con đi ra con lấy nước, thì con thì con này ra lấy nước. Thế lúc mang vào thì chồng con bảo là hai mẹ con ngồi đây sẽ xưng tội. Thế là chồng con lấy xưng tội được dâng lễ, từ hôm ấy về chủ nhật nào cũng đi lễ. Xong là sốt sáng cứ bảo con là sáng nào trước khi con ông chồng con đi làm là toàn xin Chúa là gìn giữ cho là ngày hôm đấy là chồng con đi làm ở bên nhà. Hallelujah. Và ơn cuối cùng. Dạ, ơn thứ bốn là chị chồng con là lấy chồng được 12 năm. Thì năm đầu tiên là được một bé gái rồi. Thế là cứ mong có thêm một bé nữa thì khó quá. Thế là mẹ chồng con là nhà cầu xin cầu nguyện. Thì mãi quá đầu năm này là chồng mẹ chị chồng con là có bầu rồi, được hơn 4 tháng rồi ạ. Bao nhiêu năm? Dạ, 12 năm. 12 năm đợi chờ, bây giờ là có được một đứa bé 4 tháng trong bụng. Hallelujah! Đây, tôi gửi cho bố con cái máy 365 bài giảng. Người mà 4 năm đã bỏ Chúa, à chồng con chứ, chồng con 4 năm đã bỏ Chúa, vẫn còn nhớ. Và đã đến đây rồi chẳng có ai nói cả, mà chồng con đã tự động đi xưng tội. Cho nên thưa chị em, chúng tôi rất là mong có được các linh mục đoái thương đến đoàn xin tội lỗi ở giáo điểm tin mừng này mà đến giải tội, ngồi tòa cho anh chị em. Chúng tôi tìm hết sức để làm sao ngày nào cũng có được các cha từ 3 giờ đến 7 giờ đến giải tội. Anh chị em biết có cha nào rảnh rang thì mời anh chị em giới thiệu để chúng tôi đến gặp các cha, để xin các cha đến ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Chúng ta thấy một người 4 năm đến đây mà nếu không có cha ngồi tòa giải tội, cái giây phút mà Chúa Thánh Thần tác động rồi anh ta khi kiếm tòa giải tội, lúc thì tôi đang giảng làm sao tôi giải tội được, mà có một cha ngồi tòa giải tội lúc đang giảng thì thật là tuyệt vời, hạnh phúc vô cùng. Hallelujah. Rồi đây gửi tặng cho anh cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Con hả?